Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa được phóng đi từ thành phố duyên hải Wonsan, tỉnh Gangwon của Triều Tiên vào lúc 5 giờ 39 phút sáng nay theo giờ địa phương, là loại tên lửa Scud và tên lửa này đã bay được khoảng 450 km. Seoul đang tiến hành phân tích thông tin về vụ phóng thử tên lửa mới nhất này của Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đã theo dõi tên lửa tầm ngắn được phóng đi từ vị trí gần sân bay Wonsan thuộc tỉnh Gangwon của Triều Tiên trong 6 phút cho đến khi tên lửa rơi xuống biển Nhật Bản. Bộ trên khẳng định tên lửa này không được xem là mối đe dọa đối với Bắc Mỹ. Washington cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những hành động của Triều Tiên, cũng như duy trì cam kết vững chắc của mình đối với an ninh của các đồng minh tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế trên biển Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại đối với tàu, thuyền tại khu vực. Vụ phóng tên lửa mới nhất này là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay. Hôm 21 tháng 5, Triều Tiên cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung mới Pukguksong-2. Mỹ và Hàn Quốc xác nhận tên lửa đã bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống khu vực ngoài khơi phía đông Hàn Quốc. Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa Pukguksong-2 là loại tên lửa tầm trung có tầm bắn 2.500 km.